Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng luôn. Khi mà vào dịp cũng đầu năm mới rồi chú Hùng Vũ ơi, thì mấy chị em tụi con có một cái món quà bất ngờ muốn dành tặng đến cho chú. Cảm ơn chú vì 4 năm qua đã luôn yêu thương, giúp đỡ và đứng sau để mà lo lắng cho tụi con, ủng hộ cho tụi con hết mình luôn. Thì ngày hôm nay vào đầu năm mới tụi con có một cái món quà muốn dành tặng đến cho chú Hùng Vũ. Đây, đây là những cái phần cơm tấm sườn bì chả rất là ngon luôn chú Hùng Vũ ơi, mà nhóm mấy chị em tụi con á muốn làm để mà gửi tặng đến cho chú. Thì hôm nay tụi con sẽ thay mặt cho chú để mà gửi tặng đến cho các bà con ở xóm Cồn, như là một phần nào chúc cho chú vào đầu năm mới sẽ có nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng gặp được những cái điều may mắn và tốt lành trong cuộc sống này nha. Thì hôm nay là tụi con sẽ gửi tặng đến cho bà con một dĩa cơm tấm với lại một chai sữa đậu nành nha chú Hùng Vũ. Rồi, cái này là của em, cầm cẩn thận nha. Rồi, nói sao nè? Cảm ơn chị. Giỏi. Cái trứng đó chị ba để xích vô trong, sợ nó rớt. Đúng rồi, đây của em. Giỏi. Rồi, đây chị gửi tặng trước nha. Đây, ngày hôm nay là chú Hùng Vũ gửi tặng đến cho em một phần cơm với sữa nha. Giỏi. Rồi, cầm trước giùm chị một chai sữa. Xuống xếp hàng giùm con đi ạ. Ôi, cơm rất là ngon luôn. Chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi, cầm giùm chị. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, cái này là của em. Dạ, chú Hùng Vũ tặng cho em nha. Cảm ơn. Giỏi. Đây của em nè. À, hai dĩa cho ngoại một dĩa đúng không? Rồi. Đây. Có cầm hết không Bảo? Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Rồi. Rồi. Vui. Đây của em. Chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, sữa của em nè. Rồi, chú Hùng Vũ gửi cho em, giỏi lắm. Đây, xin mời cầm một chai sữa. Dạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Dạ. Rồi, em cầm sữa giùm chị nha. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Em có đem theo nắp không? Không có nắp hả? Rồi cầm cẩn thận về nha. Giỏi. Đây của em đây. Rồi chúc em ăn ngon miệng nha. Bảo này có nắp nữa hả Bảo? Đây, Bảo cầm giùm chị đi. Rồi chúc Bảo ăn ngon miệng nha. Giỏi. Dạ, chú Hùng Vũ gửi tặng ạ. Dạ. Rồi, em cầm giùm chị nha. Rồi, đưa cho chị cái nắp đi, chị đậy lại giùm cho. Mình ăn cái cà mơ sao đủ ăn. Rồi, của em đây. Sao đủ ăn. Chúc ăn ngon miệng nha bà Sáu. Cảm ơn con. Dạ. Cơm rất là ngon luôn. Đây em cầm giùm chị. Cái dĩa này không phải của em rồi. Rồi đứng qua đằng bên đợi chị chút xíu nha. Dì cứ đứng có đúng hàng không vậy dì? Sao lại dĩa của tôi đó cầm. Dạ. Cái đó là gỡ cho bà Tư á. Dạ rồi. Đây thêm một chai sữa nữa. Cảm ơn bốn người luôn nha. Dạ. Cực khổ quá. Dạ. Hình như dì đứng bị sai hàng rồi đó. Rồi. Đây. Đây được không? Rồi cầm cẩn thận nha. Giỏi. Rồi em cầm sữa giùm chị đi. Đây chị đầy đây giùm cho. Ngọt mấy chị. Con của anh Ngọt đó. Con Ngọt. Dạ. Rồi cầm giùm con nha bà ba. Rồi chúc ăn ngon miệng à.
chúc anh ngon miệng nha Út nha. Thôi cầm giùm chị chai sữa. Đây chú Hùng Vũ gửi tặng cho em. Giỏi. Rồi lên đây nào qua. Nào qua. Qua nó cảm ơn. Giỏi. Nè qua cầm được không? Rồi cầm cẩn thận đi coi chừng xe nha. Rồi Út cầm giùm con. Đây của Út đây. Dạ. Chú giùm con. Đây chúc ăn ngon miệng ạ. À. Dạ có xin mời bước lên ạ. À. Đây của gì hả? Vậy là của cô chưa tới đúng không? Vậy cô đợi con chút xíu nha. Vậy này là của cô. Rồi. Rồi. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi, cầm cẩn thận. Cầm cẩn thận có vừa rớt nha. Dạ rồi, của bà Chính đây. Dạ, của bà Chính đây ạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, con xin mời ạ. Dạ rồi, chúc ăn ngon miệng ạ. Ủa, nó phải dĩa này lộn rồi. Không phải dĩa này của cô hả? Ngân ơi. Nó lộn bà Chính à. Còn dĩa nào nữa không ạ? À? Hết dĩa rồi. Đâu cô vô với bà Chính thử coi có lộn dĩa không nha. Dạ, có thể là cô với bà Chính bị lộn dĩa nhau á. Có em này. Rồi, đợi chút xíu nha. Không có. Rồi chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi cầm giùm con. Đây của bà Bảy đây. Cảm ơn. Dạ. Đi cẩn thận nha bà. Rồi ba cầm giùm con. Dạ không có chi đâu. Đây chú Hùng Vũ gửi cho bà ba. Rồi em bỏ chai sữa vô trong bọc trước đi. Em ơi cứ xa dành chị nha. Cái hộp của cô bé luôn mà. Vậy con đứng xuống. Em cho con mày đưa đi. Rồi em có đẩy ra được không? Không. Cô bé ơi. Cầm cẩn thận nha. Còn một cái nữa của ai? Của ai? Còn cái này của em. À em con đâu? À giữ xe rồi hả? Cái nắp này nó bị gì á, mỗi lần đẩy rất là khó. Rồi cầm cẩn thận nha. Được không? Nắp này chỉ khó đẩy. Dạ. Rồi, của em đây, cầm trước giùm chị. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Nó cảm ơn, nó cảm ơn. Nó cảm ơn. Giỏi. Rồi, chú Hùng Vũ gửi tặng nè. Dạ. Ủa, lộn dĩa là gì? Phải không ạ? Rồi, cầm giùm con. Dạ rồi, đây ạ. Dạ. Cho ngoài. Rồi chúc ăn ngon miệng nha bà ba. Dạ. Rồi cầm giùm con trước. Dạ chúc ăn ngon miệng ạ. À. Dạ. Rồi xin mời. Đây em cầm trước giùm chị nha. Rồi chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi em lên đây với chị. Đây cầm giùm chị. Đây, cái này là của em nè. Giỏi. Bác ba cầm giùm con chai sữa trước nha.
rất là ngon miệng à. Rồi cảm ơn ông Tư. Ông Tư cầm trước giùm con chai sữa nha. Rồi đây là của ông Tư. Cảm ơn. Dạ. Rồi, cái này là của em. Đây chúc em ăn ngon miệng nha. Bà Bảy xin cho ông Bảy hả bà Bảy? Nhà bà Bảy cầm giùm con. Rồi cái này là của ông Bảy ha. Dạ, hết khách chưa? Hết khách rồi thì mình đi lên nha. Rồi Dung đưa đây cho chị. Này của Nhung. Đây, hai đứa. Rồi, giỏi. Nó cảm ơn chưa? Giỏi. Có nắp không? Không có nắp hả? Đây, cái này của Đạt. Giỏi. Đây cái này của Nhung nè. Cảm ơn chị. Giỏi. Rồi, em đứng trước nha. Đây, chú Vũ gửi cho em nha. Chúc em ăn ngon miệng. Giỏi. Rồi, cầm giùm chị chai sữa. Đây chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi cô em đây. Rồi cái này là của em. Giỏi. Rồi dĩa này của cô đúng không? Rồi của cô đây. Dạ. Chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi cầm nha. Rồi đây à. Học online à? Dạ rồi đây à. Cảm ơn ạ. Rồi cái này là của em chị. Rồi coi chuyện xe nha. Đây cầm giùm chị. Đây chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi cầm sữa giùm chị.
cái này là của em. Em cảm ơn chị. Không giỏi, không cẩn thận nha. Bé đâu rồi chị? Rồi, cái này là của chị. Cảm ơn. Dạ. Rồi, cầm giùm con. Chú ăn ngon miệng à. Thế rồi, ba ơi cầm giùm con nhé ba. À. Chúc ba ăn ngon miệng à. À, cảm ơn. Dạ. Rồi, xin mời sách tới một chút. Em tên gì? Nhi. Nhi hả? Nhi. Đây, của Nhi đây. Đi đâu vậy? Rồi, chú Hùng Vũ dễ cho em. Giỏi, cầm cẩn thận nha. Ba Năm. Ừ. Chúc ba Năm ăn ngon miệng. Rồi cầm giùm chị. Đây chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi, xăm dinh chị. Rồi, cái này là của em. Rồi, ba ơi, ba lên đây với con. Pháp mang khẩu trang vô. Của ba đúng không? Vậy này của bà đúng không? Rồi. Dạ. Rồi, Pháp lên đây với chị nè. Giỏi. Chị phải ơi. Đây của Pháp giỏi lắm. Pháp cầm cẩn thận nha. Dạ cút nè. Hết một khay sữa rồi chị ba. Dạ. Rồi, thả bỏ xuống đi. Dạ rồi. Thôi, đây. Rồi, cảm ơn cưng nha. Dạ. Không sao hết, kêu sao cũng được. Rồi, đây. Đây, của con nè. Cảm ơn. Giỏi quá. Trời. Đây, của gì đây? Rồi, con chúc gì ăn ngon miệng nha. Dạ, không có chi đâu. Rồi, chúc ăn ngon miệng ạ. À. Dạ. Dạ rồi, đây, em cầm giùm chị chai sữa nha. Rồi, cái này là của em. Nó cảm ơn. Giỏi. Có cái nắp không? Em đẩy ra được không? Cái nắp nào? Em biết. Rồi, em biết khớp, em đẩy ra ha. Dạ. Rồi, là cái này của em. Cảm ơn. Rồi, còn một phần này nữa. Phần này là của em hả? Đúng không? Rồi, đưa nắp đây cho chị. Con đi gì hả? Rồi cái này của em đây. Giỏi. Rồi. Rồi cái này của gì đúng không? Đây. Dạ. Đây chú Út ăn ngon miệng à. Dạ. Đây cầm trước giùm chị chai sữa nha. Rồi đây là của em. Giỏi. Cảm ơn chị.
chạy xuống rồi. Rồi. Rồi hai bạn này. Chị. Rồi cầm sữa cho anh chị nha. Rồi chúc ăn ngon miệng nha, giỏi. Cái này là của em. Cảm ơn chị. Giỏi lắm. Rồi chú Hùng Vũ gửi cho em nha. Giỏi. Rồi xin mời vô xếp hàng. Đây cầm giùm chị chai sữa nha. Của em sao mày vậy lên nè. Đây chúc ăn ngon miệng ạ. Dạ sữa của em nè. Mười phần nữa. Rồi cái này là của em. Giỏi. 11. 11 phần nữa. Cho 11 người may mắn nhất. Có người chạy xuống. Rồi mình không cần phải đi lên luôn. Nhưng chỉ có 10 bọc nước mắm mà thôi. Dạ. Được quá. Chai sữa vô trước nha. Rất là nhìn chị nha. Đóng hộp giùm chị. Anh cầm nó giùm chị. Cảm ơn. Dạ. Rồi, chị về cẩn thận nha. Dạ. Rồi của em đây, cầm trước giùm chị, đưa nắp đây cho chị. Ngưng nhận khách nha Ngân ơi. Bà hai nữa là ngưng. Ngưng là được rồi đó. Em cho mẹ ăn á. Rồi, chúc em ăn ngon miệng với mẹ em luôn. Giỏi. Rồi ngưng nhận khách nha. Cảm ơn chị. Giỏi. Ngưng nhận khách hết rồi. Đây của em đây. Em cảm ơn chị. Giỏi. Rồi giỏi lắm. Dạ dạ cô cho kêu con nha. Rồi. Chịu luôn. Rồi chúc em ngon miệng nha. Cô không biết chừng nào cô mới cho nữa. Cô không biết chừng nào nữa. Rồi chúc ăn ngon miệng ạ. À. Hết rồi Ngân ơi, nói cô hết rồi. Thôi ơi, Ngân ở trên xuống nhóc trên kìa Ngân ơi. 2, 3. Hết rồi, hết rồi. Chưa, để ra cơm nữa đi. Rồi, thay chúc ăn ngon miệng ạ. Hết rồi Ngân ơi. Hết rồi. Khoan, được một phần nữa. Ủa,
được phần nữa nhưng mà phải được trứng thôi chứ hết thịt này. Nước mắm rồi, không nước mắm luôn. Vậy ăn nước tương. Con cơ. Ủa của cô luôn hả ta? Ai vậy đó cơ? Để này nè cơ. Ủa sao của cô tới hai phần dữ ta? Đây giỏi. Của bà hai là hết. Còn trứng thôi. Bà hai về ấy nước tương giùm con hết nước mắm luôn rồi đó. Phần bà hai là cuối cùng đó. Hết rồi, đợt sau nha. Tiếc quá à. Đông quá. Hết rồi, thông cảm giùm con. Ơi, tiếc quá, còn rất là nhiều người ở phía trên kia luôn. Hết rồi, dạ hết rồi. Không còn gì nữa hết á. Dạ. À, ngày hôm nay thì bốn chị em tụi con rất là vui khi mà được làm một chút gì đó đến cho chú Hùng Vũ trong đầu năm mới. Xin chân thành cảm ơn chú nhiều nha. Chúc cho chú năm mới có thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và sống hạnh phúc bên gia đình của chú nha. Tụi con chào chú, chào các bạn.